Chi trong nội Ngày 21 tám hôm ấy chủ đề là tham gia của Toastmaster Club. Hôm nay tôi sẽ nói về tham gia. Tôi đã nói nội dung là quan trọng. Tham gia quan trọng hơn. Tham gia chúng ta có thể đánh giá nên có thể gỗ kết quả tốt nhất. Tôi đã đi Zurich, Busan. Khi tôi đã đi Busan, tôi gặp quản lý tốt mặt club nên tôi đã tham gia lên rental and nói phân phân phật nói nên tôi là một người nhà tân gia người tân gia người tân gia có thể tham gia về tu vùng ngũ pháp cao phút chốc cao nên người tham gia có thể nói về người nói công cộng nói nên chúng ta có thể sử dụng AI để cô tan giả tu tu phương pháp nữ Toastmasters Club nên chúng ta có thể sử dụng phương pháp tốt nhất phương pháp tuyệt vời nên có thể sử dụng. Hôm nay tôi đã nói về tan giả của tiếng Việt nên tan gia là quan trọng. Tôi có thể cố tan gia nên tôi có thể phát triển kỹ năng ngôn ngữ, cải thiện kỹ năng ngôn ngữ nên có thể sử dụng AI có thể trước tôi để nói tuyệt vời nên tôi có thể điều thép đối tác trao đổi ngôn ngữ nên hôm qua tôi đã trao xuyến với đối tác vàng tên tôi của Facebook nên có thể trao xuyến về cuộc sống ở Việt Nam, cuộc sống ở Hàn Quốc nên có thể có cơ hội để viết tôi thắc cũng nhau nên có thể cơ hội để nói cầu chuyện nên nhưng mà nên chúng ta có thể cải thiện kỹ năng ngôn ngữ để nói về nội dung cuộc sống chúng ta nên có thể phát triển kỹ năng ngôn ngữ nên chúng ta có thể sử dụng tôi muốn nói về phát âm tốt nhất khi nhân học tập tiếng Việt có thể nói về sử dụng âm thanh có là phát thiên là tôi có thể
tan gia and đồ khổ đồ ăn thẳng cỏ nên sử dụng cỏ là chúng ta có thể sử dụng phát hiện tan gia là cách ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ có thể sử dụng các ngôn ngữ có thể sử dụng là để phát âm nên sử dụng nền cỏ là nên có thể sử dụng phát âm tốt nhất tuyệt vời nên tôi muốn nói về tôi sẽ nội dung của tôi nên cô
Ti trong nồi ngày 21. Tôi là nói là quan trọng thân là quan trọng thân là chúng ta có thể tăng kết tăng giá nên là có thể các kết quả tốt nhỉ. Tôi tất thì tay hủy vô sân thì tôi để nhí dù sang tự cậu cũng lì mất của nó nên tôi đã tâm trồ về vũ lẫn. Tôi cũng đã nể tăng văn phất nội rằng nên sội là ngôi nhà thành chữ ngồi chân chứ thì sẽ không bao giờ vô quốc về ngũ pháp. Cô lại tôi khăn phải chào rồi nè những tôi văn bằng cô cả phát triển chứng lại. Tôi nghĩ hôm nay là ngày tập để chúng ta nói về sự thật là tôi đã nói về tầng tích trên pháp tích trên pháp rằng tên là điều quan trọng. Tôi có thể có tặng ồ lại chung đánh trả để phát triển cây sang kỷ đang nắm đủ về vấn đề này. Tôi cũng đang cố gắng làm chiêu tốt nhất không phải tôi đã trở lại và xử lý về quy tắc và sự phát triển của cuộc sống. Tôi đã tốt và cô các cao truyền trên Facebook và nhất là trang ở Việt Nam có thể có hội để ngồi chứng chào nhỏ cùng vui thì chỗ tôi đã truyền về lối và các đề ngộ chứng sống chúng ta có thể phát triển một cách tốt nhà đối kỵ an toàn và sự thất bại có thể làm cho chúng ta tam tại tồi tệ. Đàn gia nội dung tán tán gia nội dung để mang là kinh kinh nghiệm cảm nhận bài nói của bạn cổ tin cả nhà làm cho nó tan vì không bôi ngồi nhẹ bên đã chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm cả nhận để sự thân trả và phát triển chứ đồ mồi của căn trả cũng sự nhận chưa sau chiếc khúc những ý trường văn trình bài cổ chưa sau chiếc khúc cảm thả các chủ đề về sự tàn giả của cuộc sống và các những sai lầm có thể dẫn đến sự phát triển tâm chưa văn hóa các tâm chưa đến những yếu tố văn hóa như thành bản thân và vô luận mang lại sư cũng phụ không của cho bài nói làm cho nó có một cốc đặc biệt những chuyện cảm cải thiện của lô đoạn của ý chung mặc dù ý chung của văn sâu sắc nhưng tuổi kỳ cách về duyên đất có thể cải cô chữ văn nhân tốt sức cái ý chung của mình thành các phần rõ ràng hơn ví dụ khi bạn nói về sự tăng giá và phát triển hãy đảm bảo rằng mỗi ý của phần một giao và kết thúc rõ ràng trước khi chuyển sang ý tiếp theo chuyển tiếp chưa các phần trong bài nói đôi khi chuyển đôi qua lúc mà không có sức khiến nổi mà là cả bạn có thể sử dụng khắc khâu nội dung ngồi là điều này rằng chúng ta nên để giúp lên kết cách ý chung một và hơn tác giả về đã các trình bày trên mạng làm mê khi trình bày các phần chuyên đặt suy nghĩ cho đại sư tâm mê và công hiến chủ chủ đề điều này là một điểm mạnh quan trọng trong kỹ năng nội sức công chúng dùng điều chữ hết trong điều của bạn thể hiện sự suy đam và tư duy như này chữ hết tàn trả vào nội dung đàn tàng chia sẻ những điểm cần cải thiện.
Chưa, trong đài nói các từ tiếng Anh đấy là mà tôi có thể được sử dụng qua nhiều lần để xem tốt cách chưa chú sẽ lắm chỗ bài nói của bạn nhân vốn và mạnh mẽ hơn tại vì dương các chữ chưa hay dùng lại một chữ để suy nghĩ các chữ của Masaku kênh kích một câu xúc lô đàn trong bài nói một câu xúc cố ý câu xúc cố ý do bài nói của bạn có thể là một bài chữ chữ về chữ đề xuất tên là và tầm quan trọng của nó tên bài thảo luận về trải nghiệm của bạn bắt đầu với quản lý và luận sau tôi truyền sang những sự ngắm chết không hết luận động tác lại điểm chính và để lại cho khán giả một thông điệp sâu nặng đánh giá về những pháp và ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ giữa cảm xúc các sử dụng ngôn ngữ mô tả và cho cảm xúc và là một điểm mạnh giúp làm chỗ bài nói sinh động và sâu sắc những điểm cần cải thiện như pháp ngữ pháp của một số loại ngữ pháp có thể không chịu đến sự lộ đang qua vài nói ví dụ câu thời dài nói chung 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 nội dung là quan trọng quan trọng là chúng ta có thể đang chết nên là có thể có kết quả tốt nhất có thể dùng diện đến đất cho rằng con bạn khác không chỉ quá cao chức đôi giải thảo là một số gạo cá dây và có thể cài nè hội chữ cho nhỏ nhẹ chia khắc khẩu thân khắc khẩu nắng không sẽ giúp truyền tải thông điệp còn bạn là cho rằng họ khuyên như cải thiện luyện tập bội sự tập trung vào khắc trước trước thì chính bài lại bạn nên làm khắc khẩu khắc điểm chính và thực hành để trình bày mô hình một cách cho rằng không truyền quả nhắn từ ít này chú ý này sang ít khác chia bộ rừ như luôn thầm nói nhưng bà có suy nghĩ để chăm chịu từ việc sử dụng cách chữ chữa bạn có thể chỉ ghi âm và đem số lần sử dụng chữ chữ sau đó tập trung vào việc chăm chú đô giản quả nông nữ đô giản quả nông nữ mạch chữ viết chữ chữ sao đuổi ý chung là văn chương để công giản quả ngôn ngữ một số chỗ sẽ làm bài ngôi về thu hồn tôi với tan giả thông quả bài nói của bạn chưa hướng nướng tư tưởng cô trả trí và thể hiện sự đam mê quả bán vẽ chủ đề này vui một chữ cao sức và sự trò chẳng hơn bài nói của bạn sẽ trông nền tư phước và ăn trộm hơn hay thiết thực luyện thả thật trưởng vào việc truyền thiết mồ mà đoà diễm chư chư thuận và bạn sẽ tai sư thị vốn nọ xong.